chúng ta dắt ông Châu đến vị trí điểm chờ là chúng ta dừng lại. Yêu cầu cửa Bắc chúng ta mở cửa để cho ông Châu Sung Mê Nam vào trong sân. Tất cả những người không có nhiệm vụ chúng ta cho lên khán đài để vào trong khán đài B. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước mắt chúng ta sẽ là khắp đấu đầu tiên nằm trong khuôn khổ của lễ chọi châu truyền thống Đồ Sơn năm 2023. Khắp đấu giữa hai ông châu số 15 và số 05. Anh Minh Ngàn có nhận định gì về khắp đấu đầu tiên này ạ? Cũng thật là khó nói bởi vì bên này là cửa Nam. Vâng, bên này là cửa Nam. Theo tôi nhớ không nhầm thì thường là những cái trận đấu đầu tiên là cửa Nam là châu thường có ưu thế. Nhưng mà chúng ta biết là trò châu Đồ Sơn cái hay của nó chính là cái câu chuyện bất ngờ. Ngày xưa lúc mà anh Duy làm cách đây mười mấy gần 20 năm rồi, anh Duy có nhớ là khán đài nó rộng, ở sân nó rất là rộng. Nhưng mà càng ngày càng qua cái quá trình tổ chức thì ban tổ chức có những cái cải tiến tôi cho rằng rất là hay, đó là thu nhỏ lại, thu nhỏ cái mặt sân lại đúng không anh Duy? Điều đấy nó làm cho cái trận đấu nó tính chất nó được đọng lại nhiều hơn và có nhiều cái mình đánh hay hơn. Đúng như anh Bạch Đàn nói thì trước đây là để toàn bộ cái khu vực là cái dưới đấu là toàn bộ sân. Thế nhưng sau nhiều năm tổ chức thì là ban tổ chức đã rút kinh nghiệm và bây giờ khoanh lại cái chỗ mà sới đấu chỉ còn 1/3 sân để tập trung cho hai ông châu thi đấu. Mời các bạn đang theo dõi ảnh. Vâng, mình đánh vừa rồi là của châu số 05. Trong những tình huống đầu tiên quý vị các bạn có thể thấy được là châu số 05 là châu chủ động hơn. Vâng, châu số 15 là châu chủ động hơn. Châu số 15 là chủ châu là ông Phạm Văn Hiệu của phường Hợp Đức. Và châu này có chiều cao là 1m56, chiều dài của châu là 2m50, vòng ngực cũng là con số như vậy, chiều cao của sừng là 0,42cm, độ rộng sừng là 0,5. Và châu này được mua từ tháng 8 năm 2012 ở Hà Nội. Vừa rồi là vòng miếng cáng đầu tiên của trận đấu này. Vâng, ở khắp đấu này thì là ông châu số 5, chủ châu là ông Hoàng Đức Tiến ở phường Bàng La. Và ông Hoàng Đức Tiến là đã có châu vô địch là châu số 08 năm 2022. Và đây cũng là cái khắp đấu do năm 22 là ông Tiến có châu vô địch cho nên là cũng được bố trí ở cái khắp đấu đầu tiên. Đặc điểm của châu của số 05 đó là chiều cao 1m55. Và chiều dài là 2m38, vòng ngực là 2m38, chiều cao là 47, chiều cao của sừng là 47cm và độ rộng của sừng là 74cm. Và châu được mua tháng 8 năm 2022 tại Châu Đốc, An Giang. Đặc điểm là một khoang và có 4 khuấy. Vâng, đây là cái miếng cáng thứ hai. Bây giờ thì châu số 05 đã có miếng đánh đáp trả trở lại. Những cái thông số anh Duy vừa nói thì cho thấy là cái đính tương đồng về các cái tiêu chí của hai châu này và hứa hẹn đây là một cặp đấu cân tài cân sức. Phút thứ 3 rồi. Vâng, khắp đấu đầu tiên của trận đấu phút thứ 3 đã trôi qua và quý vị và các bạn chúng ta có thấy được là nếu mà để có thể đưa ra nhận định rằng là châu nào chiếm ưu thế thì cũng rất là khó nói vào thời điểm này. Tại năm 2022 năm ngoái thì trong trận bán kết thì châu số 08, châu số 08 của ông Phạm Văn Hiệu đã giành chức vô địch. Trước đó thì trong trận bán kết thì châu số 08 đã có những cái miếng đánh có thể nói là rất là nhớ. Và chúng ta còn biết là trận bán kết đấy là một trong trận bán kết hay nhất trong lịch sử của các cái vòng chọi châu Đồ Sơn. Trên màn hình của các bạn đó là hai ông châu số 15 và châu số 05 vẫn đang ghi sừng nhau để... Vâng, lúc này các cái miếng đánh của hai châu. Vâng, ở góc máy quay cận như này thì quý vị các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là hai châu đang tìm cái thế, đang tìm cái cách để có thể tung ra miếng đánh. Và đây là cái miếng đánh quyết định rồi, có vẻ như đã có thắng thua rồi. Vâng, chính xác là như thế. Quý vị các bạn, là con châu số 05, ông châu 05 của ông Tiến đã giành thắng lợi trước châu số 15 của ông Hiệu. Ừ, quý vị và các bạn, như vậy là châu của ông Hoàng Đức Tiến là người đã có châu số 08 vô địch năm 2022.